Tũn Na chào các bạn đây nào. Chào các bạn ạ. Hôm nay chúng ta đi làm một cái chú chua. À, chú chua. Thế Tũn có gì nào? Na có gì nào? Sữa chua nó có 1 lít. À, 1 lít con Na. Tôi chú chua thì cho hết mỗi ngày thôi. À, hết luôn cốc sữa chua. Rồi, vậy chúng ta làm cần có thêm một hộp sữa đặc nữa này. Rồi, xong rồi làm cái chút nước sôi. Thank you.
lần sau lại làm tiếp nha. Chúng mình có thể